đình Bình Đông, một kiến trúc rất là xưa cổ ở Sài Gòn. À, mình nhìn bên kia là những cái dãy nhà sàn ven sông nè. Ở đây như là vùng ven của Sài Gòn vậy đó. Rồi, ta tới đây là đường nhựa rồi. Ở cái đoạn này nhà cửa càng ngày càng đẹp hơn nè. Rồi, ta nhìn qua cái dãy nhà càng ngày càng đẹp rồi nè. À, đường càng ngày càng lớn nữa nè. Và nhân đây thì em cũng xin kính chúc tất cả cô chú anh chị và các bạn chúng ta có một cái mùa Noel thật là an lành và hạnh phúc, và hy vọng trong cuộc sống các anh chị và các bạn luôn tiến lên, luôn phát triển, luôn gặp được nhiều may mắn. Em xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Chúc cô chú anh chị và các bạn ngày mới an lành và hạnh phúc. Hiện tại chúng ta đang có mặt ở đây là dưới chân cầu Bà Tàng, ở bên quận 8, nằm trên trục đường Phạm Thế Hiển. Và theo thẳng hướng camera, chúng ta sẽ đi về cầu Nhị Thiên Đường, cầu Nguyễn Chí Phương, đường Chánh Hưng. Và trước mặt chúng ta đó là cái cầu Bà Tàng bắc qua dòng kênh Rạch Bà Lớn, một cái nhánh sông của kênh Đôi. Và ngày hôm nay tiện đi qua quận 8 rồi, sẵn đây em chia sẻ với anh chị và bạn những hình ảnh ở cái khu xóm ven cái rạch Bà Lớn này, và chúng ta sẽ lên cầu. Rồi mình sẽ qua cầu, mình sẽ quẹo phải theo cái con rạch Bà Lớn, một cái nhánh của kênh Đôi. Và chúng ta lên trên cầu nè, mình nhìn những cái dãy nhà phía sau rạch Bà Lớn nè, và những cái dãy nhà này nằm ven với con kênh, con rạch này, và đi thẳng cho đến cuối rạch đó là cái cù lao Bà Tàng, và nơi đó có cái đình Bình Đông, một cái đình rất là lâu năm, phải nói là xưa nhất ở Sài Gòn này. Không biết được xây dựng từ năm nào, nhưng mà theo tài liệu thì năm 1853 được sắc phong là đình của vua Tự Đức. À, và chúng ta nhìn bên kia là bến Mãi Cốc, đường Lưu Hữu Phước. Rồi, chúng ta tiếp tục ha. Mình sẽ qua bên kia cầu và mình quẹo phải. Không biết nếu mà tiện thì chúng ta sẽ đi qua bên kia đình thử. Dãy nhà sàn ven sông nè, với những mái tôn, với những cây cột chống đỡ, rồi nói chung là những hình ảnh rất là thân thương ở Sài Gòn, khu vực quận 8 này. Và cái đình Bình Đông này được cấp là cái di tích cấp quốc gia luôn. Rồi, chúng ta sẽ quẹo phải nha, quẹo phải vòng theo cái con kênh này. Ở giữa thì có cái nhánh rẽ đường Tạ Quang Bửu đó, chúng ta sẽ đi về bến xe quận 8 luôn.
Còn nếu đi thẳng thì mình sẽ đi đến cái đình. Một cái đình nằm ở một cái đảo. Ở ven kênh bên tay phải thôi. À, cuối đường này có một cái chỗ giữ xe đi qua đình. À, qua cây cầu nhỏ nhỏ nè. À, ở đây đất trống rất là nhiều luôn. À, chúng ta thấy nè. Có những cái thành gì đó hồi xưa xưa, nhìn rất là cổ. Ở đây kênh rạch chằng chịt, những dãy nhà ở ven kênh. Cây cầu đi qua đình cũng rất là tiện ha. À, chúng ta nhìn đình từ xa thôi. À, do hôm nay thì mặc quần sọt nên nó không tiện để đi vô những nơi trang nghiêm thế này. À, và chỉ nhìn đứng từ xa chúng ta nhìn qua thôi. À, đình Bình Đông, một kiến trúc rất là xưa cổ ở Sài Gòn. À, mình nhìn bên kia là những cái dãy nhà sàn ven sông nè. À, nếu mà chúng ta đi từ bến Phú Định qua đây thì mình có một cái có những cái chiếc ghe, một chiếc đò chở chúng ta qua đây luôn nè. Còn mình đi từ Phạm Thế Hiển thì không cần ha. À, chúng ta sẽ quay trở ra. À, ở đây rất là hoang vắng. Không phải hoang vắng mà rất là nhiều đất trống. À, mình sẽ đi trở ra theo con đường tạo Quang Bữu. À, xin phép các anh chị em dừng lại để em xem bản đồ tí nha, tại vì khu bên đây em cũng không có rành cho lắm nên thành ra chưa hình dung được. Theo bản đồ là như vậy, nhưng mà không biết chúng ta đang đứng ở vị trí nào đây. Ừ, xuống cầu này bên tay phải nè, có đường tạo Quang Bữu, mình quẹo phải nè. Nhưng ở đây tại thì không có để tên đường nên thành ra chúng ta phải mò. À, chỗ này có chỗ gửi xe đi đình nè. Chắc phải hỏi thăm quá. Cô cho hỏi cái đường này phải tạo Quang Bữu không? Dạ. Yeah. Qua bến xe quận 8 á con. Dạ. Dạ dạ, con cảm ơn con. Dạ. Dạ, cảm ơn con. À, qua những dãy nhà. Dãy nhà tôn, dãy nhà sàn cũng phải kênh. Mới nhìn qua thì không nghĩ đây là một cái con đường, tưởng đâu là con hẻm không à.
như con đường mòn vậy đó. Đây rất là hoang vắng luôn. Mình nhìn cái dãy chung cư lúc nãy mình đi ở bên đường Phạm Thế Hiển đó. Mình nhìn thấy đang xây dựng nè, chúng ta đang đi ở phía sau cái dãy chung cư đó nè. Wow. Đây mình nhìn thấy những ngôi nhà rất là cũ nè, để không biết có người ở không ta. Mình thấy vắng lặng điều hiu quá vậy. Công ty sản xuất Sông Hòa. Và đây là trục đường Phạm Thế Hiển. Thẳng đường này mình sẽ đi về cầu đường Chánh Hưng. Đó, một số hình ảnh ở dãy nhà ven cái dòng kênh Bà Lớn, đi vào cái đình Bình Đông, rồi đi qua những cái khu xóm ven kênh, chúng ta sẽ bắt đầu tiếp tục đi trên con đường tạo Quang Bữu đi về bến xe quận 8. Rồi ta tiếp tục khám phá thêm một đoạn nữa ở trên trục đường tạo Quang Bữu này ha. Ồ, đây rất quá trời ổ gà ổ voi. Đây có một cái kho hàng rất lớn. Kho hàng Sài Gòn. Ở đây rất là bụi bặm. Đây như là vùng quen với Sài Gòn vậy đó. Ở đây bụi lên nọ mà nó đóng lớp. Ồ, tính ra con đường này cũng dài nha, dài chứ không có ngắn đâu. Như là họ làm tạm ven đường để buôn bán. Rồi, ta tới đây là đường nhựa rồi. Phía sau những dãy nhà này, đó là một cái dãy chung cư, những building rất lớn, hình ảnh trái ngược của cuộc sống. Ở đâu cũng vậy ha, thì có người giàu thì cũng có người nghèo, có người có nhà thì cũng có người không có nhà. Nhưng mà dù sao thì cuộc sống vẫn đẹp sao. Chúng ta vẫn phải cố gắng vươn lên để mình thấy cái cuộc sống này vẫn tốt đẹp. Nhưng mà dù sao thì ở góc độ nào đó thì mỗi hoàn cảnh đều có một cái hạnh phúc riêng, một cái niềm vui riêng, chứ không riêng gì người giàu mới vui mới hạnh phúc.
chúng ta ra đường lớn rồi nè. Và đường này tiếp tục vẫn là đường Tạo Quang Bữu ha. Cùng trên một con đường thôi mà chúng ta thấy nó trải qua nhiều cái cung bậc cảm xúc. Lúc nãy chúng ta đi từ một nơi mà vắng nhất, rồi đến nhà cửa chưa được đẹp cho lắm, cho đến một ở cái đoạn này nhà cửa càng ngày càng đẹp hơn nè. Và trước mặt ta đó là bến xe quận 8, và đây là con đường tỉnh lộ 5, và ngày nay như quốc lộ 50. Nếu mình quẹo trái là sẽ đi về cầu Nhị Thiên Đường, và nếu chúng ta quẹo phải sẽ đi về Long An đó. Cái xóm Bình Hưng hôm bữa mình có đi đến đó, thì mình quẹo phải nè. Mình đợi đèn đỏ chút xíu nha. Mình đi một đoạn nữa rồi thôi, mình sẽ kết thúc video clip ngày hôm nay. Bến xe quận 8 bên tay phải. Nhìn qua cái dãy nhà càng ngày càng đẹp rồi nè, đường càng ngày càng lớn rồi nè. Và nhân đây thì em cũng xin kính chúc tất cả cô chú anh chị và các bạn chúng ta có một cái mùa Noel thật là an lành và hạnh phúc, và hy vọng trong cuộc sống các anh chị và các bạn luôn tiến lên, luôn phát triển, luôn gặp được nhiều may mắn, giống như trong video clip ngày hôm nay. Từ một nơi đơn sơ cho đến nhà cao cửa rộng, chúng ta trải qua rất nhiều cái cung bậc cảm xúc trên cung đường Tạo Quang Bữu này. Con đường cũng vậy, từ nơi đường ổ gà ổ voi, đường xấu lên tới đường đất láng láng, rồi tới đường nhựa, rồi tới đường lớn. Thấy nhà bên cánh trái rất là đẹp luôn, một dãy nhà rất có giá ở khu Tạo Quang Bữu này. Bên cánh phải thì cũng y chang luôn. Và phía trước chúng ta đó là cây cầu Tạo Quang Bữu. Đi thẳng cuối đường Tạo Quang Bữu này sẽ là con đường cao lỗ. Cầu chữ Y luôn, chờ Rạch Ông. Đây là cầu Tạo Quang Bữu nè. Phía trước chúng ta quá trời building luôn, thấy không? Một cái khu xóm, một cái vùng đất đầm lầy ngày xưa mà ngày nay phát triển không kém các quận khác. Một số hình ảnh ở khu vực quận 8 bến Bình Đông, đình Bình Đông, nhà cặp quen con rạch rạch bà lớn, rồi đến con đường Tạo Quang Bữu này.
gửi các anh chị và các bạn. Hy vọng trong video clip sẽ mang Sài Gòn đến gần hơn với các anh chị và các bạn. Trong quá trình thực hiện video thì cũng không thoát khỏi những thông tin thiếu sót hoặc sai sót, mong cô chú anh chị và các bạn thông cảm. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye, bye các anh chị và các bạn.